Sau đợt xâm nhập mặn vào Tết Nguyên Đán vừa qua, hiện nay độ mặn ở các con sông vùng đồng bằng sông Cửu Long đã giảm. Tuy nhiên, mực nước ở thượng nguồn sông Mekong vẫn đang thấp, nguy cơ mặn xâm nhập những tháng tiếp theo là rất cao. Trước tình hình này, tỉnh Tiền Giang đã triển khai hàng loạt đập thép ngăn mặn giữ ngọt. Đây là một trong những cái đập thép mà tỉnh Tiền Giang vừa thi công xong. Nhờ có nó mà nước mặn từ sông Tiền sẽ không thể tràn vào bên trong con kênh này. Có 8 đập thép lớn như thế này được tỉnh Tiền Giang cho đắp ở những cái con kênh thuộc vùng Ngọt Quá, Gò Công và Bảo Định. Tất cả đều được hoàn thiện thời điểm đầu tháng 2. Nhờ đó, đợt xâm nhập mặn trong Tết Nguyên Đán vừa rồi không tác động nhiều đến sản xuất của người dân. Dự báo xâm nhập mặn trong những cái tháng tiếp theo sẽ còn diễn biến phức tạp và khó lường do mực nước ở thượng nguồn sông Mekong vẫn đang xuống thấp. Tranh thủ thời điểm mặn rút, các đơn vị quản lý cống đã cho lấy nước tích trữ vào bên trong các tuyến kênh. Mục tiêu là bảo vệ 128.000 hectare đất trồng lúa, cây ăn quả, cũng như là cung cấp đủ nước sinh hoạt cho khoảng 800.000 hộ dân sống ở bên trong. Năm ngoái thì tỉnh Tiền Giang đã phải chi hàng chục tỷ đồng để chở nước về cung cấp cho người dân tưới cho những cái vườn cây. Và với những cái giải pháp đang được triển khai thì tỉnh hy vọng tình trạng này sẽ không lặp lại trong mùa khô năm nay. Ngày hôm qua, Mỹ đã chính thức tham gia trở lại Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu ký năm 2015 sau khi rút khỏi Hiệp định này dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Đây là động thái cho thấy chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang nỗ lực đưa nước Mỹ trở lại cùng với cộng đồng quốc tế ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu. Phát biểu nhân dịp Mỹ chính thức quay lại Hiệp định Paris chống biến đổi khí hậu, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh đối phó với cuộc khủng hoảng khí hậu là một trong những ưu tiên cao nhất của ông. Do đó, chỉ vài giờ sau khi nhậm chức vào cuối tháng 1, Tổng thống Biden đã ký sắc lệnh hành pháp về việc Mỹ sẽ quay trở lại Hiệp định này. Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu được ký vào năm 2015, yêu cầu các quốc gia trên thế giới kiềm hãm mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở 1,5 đến 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Cho đến nay, nền nhiệt trái đất đã ấm lên trung bình 1 độ C, khiến các đợt nắng nóng gây hạn hán và chết người xuất hiện với tần suất dày đặc hơn. Các cơn bão nhiệt đới cũng ngày càng trở nên tàn khốc hơn. Mỹ hiện là quốc gia có lượng khí phát thải CO2 lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc.